Cầm Tam Tượng Ngọc, hậu trường tình bể bình của Đàm Tùng Vận Trung Hàn Nương, đến ăn kẹo cũng y hệt nhau. Đàm Tùng Vận Trung Hàn Nương có rất nhiều khoảnh khắc thân thiết trên phim trường Cầm Tam Tượng Ngọc. Bộ phim Cầm Tam Tượng Ngọc do Trung Hàn Nương, Đàm Tùng Vận đóng chính, hiện vẫn đang phát sóng trên EQG và WeTV. Hiện tại tổng lượt view của phim đã đạt gần mức 2 tỷ view. Trong những ngày tới, dự đoán lượt view sẽ còn tăng nhiều nữa. Theo cơn sốt Cầm Tam Tượng Ngọc, khán giả săn lùng mọi tình tiết, mọi video clip hậu trường của các diễn viên. Trong đó hình ảnh cặp đôi vai chính Đàm Tùng Vận Trung Hàn Nương thân thiết là được quan tâm bậc nhất. Trên phim trường, Đàm Tùng Vận Trung Hàn Nương làm việc khá vui vẻ và ăn ý. Khi quay cảnh đêm, cặp đôi chăm chú theo dõi hướng dẫn từ ekip sản xuất nhưng vẫn không quên ăn kẹo để đỡ buồn. Biểu cảm và hành động khi ăn quà vặt từ Đàm Tùng Vận Trung Hàn Nương được khán giả nhận xét là rất giống nhau. Nhiều người cho rằng Đàm Tùng Vận Trung Hàn Nương còn có phản ứng hóa học tốt trên phim là vì ngoài đời khá thân thiết. Dẫu vậy chỉ nên đẩy thuyền cho nhân vật mà Đàm Tùng Vận Trung Hàn Nương đóng trong Cầm Tâm Tượng Ngọc thôi. Còn ngoài đời thực thì không thể đẩy thuyền được, bởi Trung Hàn Nương đã có vợ con đầm ấm rồi, không phải đàn ông độc thân vô tính. Có một điều thú vị nữa là Trung Hàn Nương hơn Đàm Tùng Vận đến 16 tuổi lận đấy. Chỉ là do Trung Hàn Nương quá trẻ trung phong độ nên lúc xuất hiện trên phim khán giả không thấy chênh lệch tuổi tác quá lớn. Cầm Tâm Tượng Ngọc có nội dung xoay quanh cuộc đời La Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương vốn là thừa nữ nhà họ La, từ bé đã chịu nhiều buồn tủi vì không được gia đình xem trọng. Lớn lên nàng luôn che giấu sự thông minh, thả vát để cuộc sống bình nặng. Nào ngờ sóng gió ập đến, mẹ Thập Nhất Nương bị giết, còn nàng thì rơi vào cảnh không còn người thương yêu, tin tưởng là bên cạnh. Do đó Thập Nhất Nương quyết định nhận lời giúp chị gái sắp chết là Nguyên Nương để vào Vĩnh Bình Hầu Phủ làm vợ từ Nãnh Nghi. Vì đến với nhau theo kiểu cưới trước yêu sau nên ban đầu Thập Nhất Nương rất e ngại từ Nãnh Nghi. Nàng cũng sống theo kiểu khép mình, không chủ động gây sự với ai. Nhưng vì thời cuộc có nhiều biến động nên Thập Nhất Nương mới dần thay đổi. Nàng bộc lộ sự thông minh, tháo vát và dẹp loạn hết đám vợ lẽ đang lăm le ngồi vào chiếc ghế vợ cả của mình. Cùng thời điểm này, giữa Từ Lệnh Nghi với Thập Nhất Nương cũng nảy sinh tình cảm. Hai người dần thông cảm, thấu hiểu và trao cho nhau tình yêu say đắm nồng nàn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.